Hoàng Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Hoàng Sơn sẽ giải đáp thắc mắc về lỗi xảy ra trên máy đo đường huyết OKE của Ý ha. Thì cái thương hiệu này là nếu chúng ta mua hàng chính hãng thì sẽ được bảo hành trọn đời, và trước khi gửi đi bảo hành thì chúng ta kiểm tra coi thật sự nó bị lỗi hay không, hay là chúng ta thao tác chưa đúng. Và nếu mà chúng ta mua hàng chính hãng á, là của OKE thì giá 1.150.000 thì có kèm hũ que. Nếu mà chúng ta mua trúng hàng giả, hàng nhái hoặc hàng sách tay thì không có được bảo hành nha. Rồi đầu tiên chúng ta xem là cái máy này là có hoạt động chưa, còn pin hay không. Chúng ta có thể mở cái nắp pin phía sau ra để coi đã lắp pin đúng hay chưa. Nó có hai viên pin nha, hai viên pin tròn 2032. Thì thường đo khoảng 1.000 lần hết pin thì nó có báo pin hết thì chúng ta sẽ thay pin. Thấy pin yếu là thay pin, hoặc là không hiển thị gì thì trước tiên chúng ta nên thay pin trước nha, mua pin mới thay thì thường nó chỉ hết pin thôi chứ nó ít có hư giặt lắm. Rồi đầu tiên là thay pin xong rồi, cái que thì chúng ta mua cái que đúng của nó nha, tại vì mỗi loại máy thì sẽ chỉ xài một loại que, và có thể một hãng nó có nhiều loại máy nhưng mà mỗi máy là đi theo đúng cái loại que đó nha, chứ chúng ta không có lấy que của hãng khác nè hoặc là của loại máy khác cắm vào là không được. Rồi cái thứ hai là coi hạn sử dụng trên que còn hay không. Cả nhà Hoàng Sơn hướng dẫn cả nhà rất là kỹ khi mà chúng ta lấy que ra. Tay chúng ta phải khô, rồi lấy que ra chúng ta đậy lại liền. Để nhiều khi còn hạn sử dụng nhưng mà chúng ta lỡ làm nước rơi trong đó thì nó hút ẩm, thì nó hiểu là que đã hút máu rồi, sử dụng rồi, nó không xài được nữa. Rồi khi chúng ta cắm que vào như thế này, chúng ta không được lấy máu trước nha. Lấy máu trước thì nó hiểu que xài rồi. Rồi khi chúng ta cắm vào có đúng chiều hay chưa đó, cái mặt chính của nó là OKE nhìn thấy nè, và cái mũi tên chúng ta nhìn thấy trên cái que, còn cái mặt màu trắng là bị ngược nha, có mũi tên nhìn thấy và cái này chúng ta đều đúng một chiều như thế này và mũi tên quay vô máy. Rồi khi chúng ta cắm vào cái mà chúng ta lấy máu liền khi máy chưa kịp khởi động thì cũng có thể là gọi là cái que đó đã xài rồi. Nên là chúng ta khi nào chờ khoảng 2-3 giây khi hiện thì dòng máu chớp chớp mới lấy máu vào nha. Rồi có nhiều hãng thì máu chạm từ trên xuống, còn cái loại que này chúng ta phải chạm từ ngoài vào. Nếu mà như que chưa sử dụng mà để lâu quá tắt máy thì chúng ta có thể rút ra và cắm lại nha. Đó cả nhà ha. Rồi nếu mà cắm vào mà nó báo lỗi, ví dụ E1, E2, E3, E4 thì có nghĩa là gì? Thứ nhất là mình coi que nó xài chưa, que hết hạn sử dụng hay không, hay là có cắm sai que của hãng khác hay không. Và như E4 thì là cái nhiệt độ máy quá nóng, là chúng ta coi thường thì nó hoạt động ở nhiệt độ tầm 10 đến 40 độ C, một cái phòng quá nóng hoặc quá lạnh thì nó sẽ dễ xảy ra sai sót, sai số, nên là nó sẽ báo nhiệt độ quá nóng, báo lỗi để chúng ta có thể chọn cái môi trường đo phù hợp hơn nha. Giống như nhiệt độ bình thường chúng ta thì tầm trong phòng thì đo quá lý tưởng rồi, trừ khi chúng ta để một nơi nào mà quá nóng thì máy sẽ báo lỗi. Thì trên đây chúng ta sẽ có một cái bảng báo lỗi đi theo máy nè, chúng ta có thể tham khảo thêm, tại vì mỗi cái loại máy thì sẽ có một cái báo lỗi riêng, nên là không có hãng nào giống hãng nào. Nhưng mà Hoàng Sơn nãy nói là cả nhà có thể hình dung được là có thể kiểm tra là do que có đúng loại hay không, que đã xài chưa và cái máy chúng ta đã có pin hay chưa ha. Bên cạnh đó một số lỗi giống như là E5, E6 là lỗi thiết bị thì chúng ta sẽ liên hệ lạc với hãng ha. Rồi nó báo lỗi LO hoặc là HI có nghĩa là gì? LO có nghĩa là cái con số quá thấp, đường huyết quá thấp trong cái bảng mà hiển thị nó sẽ báo LO, hoặc là HI là cái đường huyết mình quá cao, cao ngoài cái con số hiển thị của nó, nên là chúng ta có thể lấy cái máy này để dùng cái que khác đo cho cái người khỏe mạnh trong gia đình mình xem cái máy nó có hoạt động hay không, hay là cái máy bị lỗi, hay là do cái người đo mà đường huyết nó quá thấp hoặc quá cao đến mức mà cái máy không hiển thị được. Rồi cái cách sử dụng đơn giản là như vậy, vào cảnh báo lỗi. Nếu mà như cả nhà mình thay pin rồi, đúng loại que rồi, và que đó mình đo cho cái người bệnh và cái người khỏe rồi mà chúng ta vẫn thấy nó là báo có gì đó bất thường, nghi ngờ, thì chúng ta nên gửi về hãng để hãng sẽ bảo hành chúng ta trọn đời ha.
Thì thường cái máy này chúng ta đừng có để va đập để vỡ, thì hãng sẽ được bảo hành trọn đời, nên là cả nhà chúng ta chỉ mua một lần thôi. Còn nếu có gì đó thắc mắc thì cả nhà cứ gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn vào cái số điện thoại bên dưới. Và bên cạnh đó Hoàng Sơn giới thiệu thêm một cái nữa là cả nhà mình hay quan tâm là cái đơn vị là miligam hoặc milimol, tại vì mỗi loại máy là hãng sẽ cài đặt một cái đơn vị đo, chúng ta không thể nào cài đặt trên máy được, nên là cả nhà mình có thể xem ở trên đây. Thường đi theo chúng ta sẽ có hai đơn vị song song, ví dụ milimol thì chúng ta tra bên dãy milimol, miligam thì tra bên dãy miligam ha, rất là dễ đây cả nhà. Rồi, chúc bà con mình nhiều sức khỏe nghe. Nếu mà cả nhà mình có xem cách sử dụng thì xem ở một cái video khác rất là đơn giản cho ông bà mình lớn tuổi. Còn đây là khắc phục lỗi, kiểm tra lỗi tại nhà. Rồi, tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại.